Em xin kính chào toàn thể các chú, các bác, các anh. Lời đầu xuân năm mới thì em được gửi lời chúc đến toàn thể gia đình, các bác, các chú, các anh sang một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Trong năm vừa qua thì em cũng đã có nhập cái lô đàn điện tử này, đàn guitar điện về cho các bác. Trong năm thì nó muộn rồi. Đối với guitar điện này thì nó không như guitar kia, bắt buộc phải test để thử cái phím này, bởi vì guitar thùng của mình ấy, thì nó cộng hưởng bằng chất âm trên thùng, nên là cứ căng dây đều là nó sẽ đánh. Nhưng guitar điện này bắt buộc phải test từng phím, từng dây một, nó không lên, nên do vậy nên là em sẽ test chi tiết cho các bác để các bác chọn. Chiếc đàn này là chiếc đàn thứ hai, chút nữa em sẽ về cuối em sẽ quay chi tiết cho các bác. Còn sau đây em sẽ test chiếc đàn này, có mức giá là 2,9 triệu đấy các bạn, chỉ 2,9 triệu thôi. Các bác có thể cắm vào loa kéo hay là loa bộ dàn karaoke nhà mình, hay là một chiếc loa tay nào đấy nhỏ cũng được. Nó ra chất âm điện rất là hay đấy, rất cắm cái cửa phía dưới này. Sau đây em sẽ test về cái chất âm của em, nó không phải test chất âm mà em test về cái âm sắc của nó, cho những cái phím nó có đủ cho các bác không đấy. Thì đối với em chỉ test một vài phím thôi, bởi vì em không biết đánh đàn lắm, nên là tóm lại là đây. Các bác nghe em đánh luôn nhé, từng phím luôn này. Guitar nó rất là rẻ, nó tùy theo sở trường của bác dùng, mỗi loại dây nó khác nhau. Những chiếc guitar này có 2,9 triệu thôi, chất âm thì phải nói là khá là hay rồi. Đối với guitar điện không có lý do gì là không hay. Đây là những chiếc guitar điện, con số điện chúng em sẽ báo. Một cái loa nhỏ thôi để đưa cái chất âm của nó ra, chứ nó không như loa cái đàn guitar bình thường của mình kia là nó cộng hưởng trên thùng. Con này phải guitar điện là bắt buộc phải có nhé, phải có loa đấy. Nói chung là đây là guitar điện, là dòng guitar này chứ không phải guitar bass. Guitar bass thì nó đây là guitar điện 6 dây hết ạ, 6 dây tất. Thì sau đây em đấy là chỉ test phím qua cho bác thôi. Bán số rất là sâu luôn này. Đây sau đây em sẽ quay chi tiết về chiếc đàn này. Như trước em có quay, em có giới thiệu là về cái tay nắm này này, thì em không biết, em giới thiệu là nó giống cái vỏ gỗ thông, nhưng có một bác bình luận giới thiệu giúp gỗ em trên đấy rồi, bác bảo đấy là vỏ, đấy là gỗ sồi chứ không phải là gỗ thông đấy. Rất cảm ơn các bác. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết về chiếc đàn cho các bác. Chiếc đàn này là chiếc đàn số 2, xếp thứ tự là số 2, có mức giá cũng 2,9 triệu. Tên của nó đây ạ, Photogenic thì cái gì đây, đối với tiếng Anh ấy cũng được. Đàn thì cũng được dùng rất là ít đấy, các bác nhìn như em đã giới thiệu rồi, nếu dùng nhiều thì tay mình nhay đấy, nhay phím gần đàn thì nó sẽ mòn hết, nó lõm hết đây đi. Chiếc đàn này dùng rất là ít thôi, ít dùng đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường đầy đủ. Có hai đây, hai phím volume, còn đấy, còn ở đây là cái nút này để đeo dây đeo. Còn về đằng phía sau đây, phía sau cần đàn này, thì sau cần đàn, đàn là xếp số tự là số 2 đây, giá 2,9 triệu. Cần đàn, tất cả các cần đàn còn zin hết. Đây tay này bằng tay gỗ sồi, những cái vết đen này này, đây em lau này bác nhìn thấy không, là băng dính các bác về lau đi, là băng dính đấy, băng dính, tất cả sơn bằng sơn bóng đấy. Đẹp, nói chung là với mức giá 2,9 triệu thì các bác thoải mái về cắm vào bộ
dàn âm thanh ở nhà tỉa nó rất là hay. Đấy. Guitar điện, đây là guitar điện. Có mức giá của em nó là 2,9 triệu. Em cảm ơn các bác nhé.